Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Một ngày mới, em kính chúc anh chị, cô chú nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài, phát lộc nha. Hôm nay em về đây thuộc ấp Tây 1, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một thửa đất vườn nằm ở vị trí gần quốc lộ 1A. Có tổng diện tích là 447 m². Trên thửa đất thuộc đất cây lâu năm, chưa có thổ cư. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Mình rẽ phải là liên thông ga quốc lộ 1A khoảng 300 m. Con đường này rộng khoảng 3 m. Mình di chuyển là đường xe ô tô 4 chỗ, 7 chỗ, rất là thoải mái luôn nha. Ở đây thì có đèn đường, điện nước, wifi có đầy đủ. Nhà cửa khu vực này ở rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị, cô chú mình mua về xây cất nhà phường là tuyệt vời luôn nha. Xung quanh đất thì gia chủ đều cắm trụ bê tông gào B40 hết đất luôn anh chị. Về vấn đề ranh giới thì anh chị, cô chú mình mua rất là yên tâm nha. Và khu vực này thì cũng có đầy đủ tiện ích như là chợ Long Định, trường cấp 1, trường cấp 2, trường cấp 3, ngân hàng cách khoảng 500 m. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang là 10 m và có chiều dài là 47. Trên thửa đất gia chủ thì đang trồng một số dừa sim nha anh chị. Dừa này thì khoảng 8 năm đến 10 năm của anh chị và cũng đang trong quá trình là cho trái và có thu hoạch. Diện tích mình tính từ ngay chỗ vị trí này nha anh chị. Mình đo thẳng qua tới bên đây là 10 m. Mình tới đây nhanh chị là 10 m. Đất thì tương đối cao gáo bằng theo mặt lộ luôn. Đất của mình thì không màu mã, xung quanh thì cũng không có nhanh chị. Đặc biệt thì phía trước đất của mình là công ty Rau Quả Tiền Giang anh chị. Ở đây thì về anh chị có thể mình kinh doanh buôn bán hoặc anh chị các nhà trọ cho thuê cũng được anh chị. Để em di chuyển vào trong để anh chị, cô chú mình tham quan luôn nha. Đó, mặt tiền của mình ngang là 10 m nha anh chị và có chiều dài là 47. Đó, đất của mình là đất cây lâu năm chưa có thổ cư. Nếu anh chị, cô chú mình có nhu cầu để lên thổ cư thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ để anh chị lên thổ cư nha. Ở đây thửa đất đang quay về hướng nam nha anh chị. Từ trung tâm thành phố Mỹ Tho, anh chị di chuyển về khoảng 12 km là anh chị tới. Từ thành phố Hồ Chí Minh, em lấy mốc từ bến xe miền Tây, anh chị mình di chuyển về khoảng 65 km là anh chị tới nha. Ở vị trí này thì rất là đẹp luôn anh chị. Mình mua về, anh chị mình cất nhà vườn, nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha. Hoặc anh chị có thể mình kinh doanh, buôn bán và có thể mình xây nhà trọ đó anh chị. Ở đối diện với mảnh đất của mình là công ty Rau Quả Tiền Giang anh chị.
Ở bên đây thì cũng cắm trụ và kéo lưới luôn nha anh chị. Ở ranh giới thì rất là rõ ràng luôn. Anh chị mình ở xa về đây thì cũng rất là yên tâm. Đất mình thì dài ra tới phía sau luôn nha anh chị. Gia chủ thì cũng cắm trụ ganh hết rồi anh chị. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 1 tỷ 100 triệu nha anh chị. Nếu anh chị cô chú mình thấy phù hợp và ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Hoặc anh chị kết bạn Zalo nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ gửi sổ vị trí đất trên Google Maps để anh chị trực tiếp xem trên vệ tinh. Về đây thì anh chị cô chú mình cũng không mất thời gian nha. Ở bên đây thì cũng cắm trụ hết rồi anh chị. Ở vùng đất này thì nước ngọt quanh năm không có bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn. Vậy thì anh chị cô chú mình có thể trồng tất cả cây ăn trái như là dừa nè, mít, bưởi, sầu riêng, nhiều loại cây ăn trái thì anh chị đều trồng được hết luôn nha. Vị trí này thì rất là đẹp nha anh chị. Nó thích hợp để anh chị cô chú mình xây cất nhà vườn và mình kinh doanh như là nhà trọ cũng được anh chị. Do chính chủ thì cũng đang rất là kẹt tiền nên gia chủ cũng cần bán gấp nha anh chị. Lúc trước thì em cũng có quay rồi, giá thì rất là cao nha anh chị. Thời điểm này thì đất cũng xuống nên gia chủ cũng hạ gấp và cần bán anh chị. Giá là 1 tỷ 100 triệu và bao giấy tờ sang tên cho anh chị luôn. Từ vị trí thửa đất mình di chuyển ra tới cầu Kinh Sáng Long Định là 300m nha anh chị. Đó mình cách chợ Long Định là 500m. Khu vực đó thì mình có trường cấp 1 nè, trường cấp 2, trường cấp 3, ngân hàng, điện máy xanh đầy đủ hết luôn nha anh chị. Ở xung quanh thì có công ty, nhà cửa rất là đông. Ở vị trí này thì thích hợp để anh chị cô chú mình mua về để anh chị mình ở nha anh chị. Mình cách trung tâm thành phố Mỹ Tho cũng rất là gần, khoảng 12 km, và mình cách bệnh viện đa khoa Tiền Giang là 6 km nha. Đất của mình thì quay về hướng nam nha anh chị. Ở gia chủ thì đang rất là kẹt tiền luôn anh chị nên cần bán gấp nha anh chị. Giá là 1 tỷ 100 triệu anh chị. Ở phía trước thì chủ trồng mấy gốc dừa. Nó dừa này là dừa sim nha anh chị. Nó về thì anh chị mình cưa bỏ. Ở khu vực này thì anh chị mình cất nhà ở là tuyệt vời luôn anh chị. Ở đây thì mình có đèn đường, điện nước, wifi có đầy đủ hết nha anh chị. Nhà cửa thì khu vực này thì rất là đông anh chị. Cũng gần quốc lộ 1A nữa. Anh chị và cô chú mình thấy video này hữu ích, cho em một lượt like và một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ.
để bên em có động lực để đi tìm những sản phẩm như là nhà phường nè, đất phường để anh chị cô chú mình mua để ở và anh chị mình đầu tư nha. Em cũng xin kết thúc video, hẹn anh chị cô chú ở những phần video tiếp theo nha.